Đâu cái cắt lên xuống được không? Đó, đừng mở cái gì á. Cây này ra mũ dữ lắm mà cái máy mình nó trên nó tàn nữa, ở người cưa liên tục cho nên chưa có chuẩn bị. Cây này chắc bữa nay không rồi đâu, ngày mai mình về đi đám chắc phải lên dịp sau rồi. Anh cái máy thợ hồ đang làm đó, nó làm nếu mà cái né mà không lâu lắm thì trên này phải treo xuống hết, chứ rớt cái này nó hư một cái nhánh mai cũng lắm, nó tùy theo nhánh. Cái cây nó dài lắm, dễ nguyên vô, không như ý muốn mình, cho nên hư gỗ một phải treo từ từ chút. Mà cây mai này đây, cái bàn rất là đẹp. Có cái dây điện đây nó thẳng vô đó đó, nhưng mà giờ mình mua khúc mình nói vô rồi, cho nó né cứ né đi được, mà vậy thì mình tạm ngưng cũng được, được không sao. Cái lại phụ vịn con dây giùm con. Cái phụ hai người ở dưới. Rồi kéo thử coi. Thấy chưa, kéo không có nổi đâu.
đường ơi. Xoay cái đuôi vô góc lại, chị ăn này xoay đuôi vô góc lại. Nhắn nó kéo qua đây, kéo qua con nè, kéo qua con ngược sau lưng á, ngược cái sau lưng nó ra hả? Nữa, nữa.
Vô chứ được. Xuống từ từ chứ đường ơi. Không chạy dây rồi. Chôn xuống dây cho nó xuống được chứ đường. Nắm dây kéo mạnh hơn chứ Dân ơi, đi xa xa. Dây nó không chạy rồi. Không có nổi đâu.
xẹo. Thank you.
chắc không chứ được. Ngày mai đi với Trà Vinh đi đám hổm, đi đám tang không được, giờ mai đi khai cứu mộ. Dạ. Ừ, chứ còn đây còn nhiều nơi lắm, muốn sẽ cầu chứ giờ làm thì bụi nó bay vô đó, cái đống cát đó tụ nghiệp nó thờ hộ không hàng giật mình lắm, mấy ông nghe gắt 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 cái ông giật mình cũng vậy, mấy ông thờ hộ á. Vậy bây giờ bỏ hả? Không có bỏ, không quay lên. Bữa nay bỏ mà mới mốt quay lại. Trời ơi, cực khổ, gian khổ lạnh dạ, người ta dạ, lạnh dạ, trộn đám dạ. Thí dụ lạnh của người ta trộn đám mà mình làm minh chứng á, không có ý con á là đi về rồi con vài bước quay lên cũng còn mối nhiều lắm, cũng quay lên mà dạ, chứ còn giống như mấy ông hầu có chuyến Tùng nó sao vậy đi dạ, dạ. Không? Dạ, thầy quan ý con nha dạ dạ, để về đi về quê còn mình được còn cái anh tình nữa à. Dạ dạ, vì tôi sợ dòng gió à. Dạ dạ dạ, thì cũng chạy bước lên nè, trước mùa mưa sư. Giờ con gửi cái công dây lớn ở đây đi, rồi cuốn thợ đi đừng để dạ, ngoài dạ. Để ngoài cái ta đem về cái ta làm tiếng niệm mà là trước mắt khỏe thật lòng dạ, dạ. Thật lòng rồi đi làm hàng dạ, dạ. Nam mà chỗ khu rừng mát. Chào bà con mình nhé, chúc quý bà con mình mạnh khỏe. Rồi vậy dạ, dạ. Vậy đi ha dạ. Rồi.